Quý anh chị có biết không, cái ngày mà người dân sống trong cái thời giặc Mỹ đó khổ lắm luôn. Khổ sao? Rồi cái người dân sống trong cái thời giải phóng đó, người dân sướng lắm. Sướng sao? Nghe Dương hát nè. Dương hát xong rồi chuẩn bị sắm tàu ghè đi vượt biên, sắm tàu xuồng đi vượt biên nha. Không, khổ quá anh chị ơi. Từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống xe hơi, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống cái Honda, lâu lâu mình sống cái quần tây, lâu lâu mình sống cái quần dài, dần dần mình sắm sắm luôn cho bà con. Nó phải sống tốt vậy nghe không? Từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống dạt dào, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống như tiên. Đời mình đẹp quá có ai nào biết chi đâu, luôn luôn mình sống hiền lương, luôn luôn mình giúp bạn bè, cuộc đời mình sướng sướng vui làm sao. Chết rồi, giải phóng vô. Từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán xe hơi, từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái Honda, lâu lâu mình bán cái lò ga, lâu lâu mình bán cái chuồng gà, dần dần mình bán luôn cái chuồng heo. Đó là lý tưởng của bác và của anh mang vào trong Nam, bác người dân lành, chịu đói chịu lầm than, ôi ôi thật dã man, bác người dân hiền, mất bao nhiêu tự do đồng lâm, mất hết cuộc lương bạc tiền, cho nên chúng mình tìm đường vượt biên. Từ ngày giải phóng vô đây mình đói dài dài, từ ngày cộng sản vô đây mình chết lai rai, từ ngày cộng sản vô đây mình phải ăn khoai, cho nên mình phải tìm ghe, cho nên mình sắm tàu bè, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên, phải không quý cô chú? Từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống nhà lầu, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống xe hơi, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống cái Honda, lâu lâu mình sống cái quần tây, lâu lâu mình sống cái quần dài, dần dần mình sống sống luôn cho bà con. Từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống dạt dào, từ ngày giặc Mỹ vô đây mình sống như tiên. Đời mình đẹp quá có ai nào biết chi đâu, luôn luôn mình sống hiền lương, luôn luôn mình giúp bạn bè, cuộc đời mình sướng sướng vui làm sao. Từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán xe hơi, từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái Honda, lâu lâu mình bán cái lò ga, lâu lâu mình bán cái chuồng gà, dần dần mình bán luôn cái chuồng heo. Đó là lý tưởng của bác và của anh mang vào trong Nam, bác người dân lành, chịu đói chịu lầm than, ôi ôi thật dã man, bác người dân hiền, mong bao nhiêu tự do đồng lâm, mất hết cuộc lương bạc tiền, cho nên chúng mình tìm đường vượt biên. Từ ngày cộng sản vô đây mình đói dài dài, từ ngày cộng sản vô đây mình chết lai rai, từ ngày cộng sản vô đây mình phải ăn khoai, cho nên mình phải tìm ghe, cho nên mình sắm tàu bè, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên. Từ ngày cộng sản vô đây mình đói dài dài, từ ngày cộng sản vô đây mình chết lai rai, từ ngày cộng sản vô đây mình phải ăn khoai, cho nên mình phải tìm ghe, cho nên mình sắm tàu bè, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên, để rồi mình trốn trốn đi vượt biên. Dương trốn đi vượt biên nha anh chị đừng có nói nha, Dương đi nha.